Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Anh em sẽ bị điều ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và cho các dân ngoài. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Đó là lời Chúa. Anh chị em, Thánh Tê-phan-ô hôm nay chúng ta mừng kính là một trong bảy vị phó tế đầu tiên do các tông đồ đặt lên. Thánh Tê-phan-ô, một vị phó tế được sách công vụ tông đồ mô tả là đầy thánh thần, đầy ân sủng và quyền năng của Thiên Chúa. Rồi nhờ đầy thánh thần như vậy, không những thánh nhân đã tranh cãi và rao giảng Chúa Giêsu, khiến tất cả địch thù không ai cãi lại được, trên họ giật điên lên và họ vu khống cho Ngài, rồi lôi Ngài đến Thượng Hội đồng. Trước Thượng Hội đồng thì Thánh Tê-phan-ô đã làm chứng trong một bài giảng rất dài, sách công vụ kể lại ở chương 7. Rồi cuối cùng cũng được đầy thánh thần, Thánh Tê-phan-ô thấy trời mở ra và Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa, cho nên thánh nhân kêu lên như thế thì họ cho rằng phạm thượng, cho nên lập tức lôi ra ngoài cửa thành để ném đá Tê-phan-ô. Cũng chính thánh thần sẽ làm cho Thánh Tê-phan-ô vừa chịu ném đá vừa cầu nguyện lạy Chúa Giêsu: xin đón nhận hồn con. Rồi Chúa Thánh Thần cũng làm cho Thánh Tê-phan-ô đó biết cầu xin cho những kẻ thù của mình. Lời cầu xin tuyệt vời lặp lại lời cầu xin của Chúa Giêsu trên thập giá. Nói đơn giản, Chúa Thánh Thần đã làm cho Thánh Tê-phan-ô trở nên một bản sao Chúa Giêsu Kitô. Và vì thế cái bài tin mừng hôm nay được đọc trong lễ Thánh Tê-phan-ô, Chúa Giêsu dạy chung mọi tín hữu rằng: khi anh em bị bắt, bị đưa ra tòa, đừng lo phải nói gì, sẽ thần khí Thiên Chúa sẽ nói trong anh em. Ở chỗ khác, tin mừng khác nói rằng: và không một ai có thể chống lại lời lẽ của Chúa Thánh Thần. Tôi nói sơ qua về Thánh Tê-phan-ô như vậy. Vậy phần chúng ta hôm nay mừng lễ Thánh Tê-phan-ô từ đạo tiên khởi của Hội Thánh, chúng ta học được bài học gì? Bài học quý giá đối với chúng ta rằng tất cả mọi người chúng ta nhờ bí tích thánh đầy, chúng ta được sinh ra bởi Thánh Thần Thiên Chúa, được đầy tràn Thánh Thần, và chúng ta lớn lên nhờ Thánh Thần Thiên Chúa trong đời sống Kitô hữu. Chúng ta được đầy Thánh Thần để làm gì? Để sống đời Kitô hữu, nghĩa là sống nên một với Chúa Kitô, như Chúa Kitô, hầu có thể làm chứng cho Chúa Kitô trước mặt mọi người. Trước hết,
Chúa Thánh Thần tác động chúng ta trong lời cầu nguyện. Mỗi lần đi lễ, rước lễ, đọc kinh cầu nguyện là mỗi lần chúng ta được Chúa Thánh Thần tác động, để lời cầu nguyện chúng ta trở nên xứng đáng trước mặt Thiên Chúa, được Chúa nhận lời. Thánh Phaolô nói rằng chúng ta những kẻ yếu hèn không biết cầu nguyện thế nào cho phải, nhưng Thánh Thần cầu thanh nguyện giúp cho các tín hữu bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Mỗi lần cầu nguyện là Chúa Thánh Thần cầu nguyện chúng ta, và chúng ta được đón nhận Thánh Thần Thiên Chúa, Thánh Thần mà chúng ta đã được sinh ra từ thánh tẩy. Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục ở với chúng ta và lớn lên trong chúng ta mỗi lần chúng ta đọc kinh cầu nguyện. Rồi gì nữa? Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta làm chứng về Chúa Kitô trong cuộc sống của mình. Làm chứng hay là trở thành chứng nhân cũng vậy. Người ta quen dịch là tử đạo. Nhưng mà chữ tử đạo nguyên ngữ nó là chứng nhân, làm chứng. Làm chứng không nhất thiết bằng một cái chết đổ máu, nhưng toàn bộ đời sống Kitô hữu là đời sống làm chứng cho Chúa Kitô. Mà muốn làm chứng như vậy đó thì Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta giúp chúng ta sống đời chứng nhân cho Chúa Kitô. Chúng ta không đổ máu, không bị chém đầu, không phải hết. Nhưng mỗi người chúng ta trong cuộc sống có đầy những gian nan thử thách đau khổ. Chính qua những cái thử thách gian nan mà có thể nói là hằng ngày chúng ta chịu được đó, nếu chúng ta được chịu được vì Chúa Kitô thì đó là lời chứng của chúng ta trước mặt mọi người. Và để có thể chịu đựng được những đau khổ đó, sống vượt qua những thử thách gian nan đó, đó là công trình Chúa Thánh Thần nơi chúng ta. Anh chăm nhìn lại quá khứ mà coi, cho tới bây giờ nhiều người đã trải qua những khó khăn, thử thách, bệnh tật, những chuyện này khó khăn cùng cực. Mình trải qua, rốt cuộc mình vẫn còn đứng vững trong đức tin. Đó là công trình của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần không chỉ làm chứng nơi các thánh tử đạo, nhưng Chúa Thánh Thần còn làm chứng nơi mọi Kitô hữu. Khi họ cố gắng trung thành với Chúa Kitô thì tự đời sống của một Kitô hữu đã trở thành lời chứng cho Chúa Kitô. Một lần nữa tôi nói rằng đó là công trình Chúa Thánh Thần nơi chúng ta. Và cuối cùng, thưa anh chị em, đặc biệt nhất, Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta biết yêu thương kẻ thù, cầu nguyện cho những người bắt bớ làm hại chúng ta. Lời nguyện đầu lễ hôm nay cho chúng ta thấy rõ điều đó. Ta xin cho chúng ta được noi gương Thánh Phaolô, biết yêu thương địch thù của mình. Yêu thương kẻ thù thì quả là cái chuyện ngược đời, đi hoàn toàn trái ngược với tự nhiên của chúng ta. Thế nhưng mà những người Kitô hữu phải nghe rõ lời Chúa Giêsu bảo rằng phải yêu thương kẻ thù, cầu nguyện cho những kẻ bách hại mình. Nhưng mà thực tế chúng ta thấy khó khăn lắm. Tại sao khó khăn? Bởi vì không có đủ Thánh Thần nơi chúng ta. Không có đủ Thánh Thần. Tại có Thánh Thần ít quá, cho nên không có đủ sức mạnh, đủ can đảm, đủ quảng đại để cầu nguyện và làm ơn xử tốt với những người thù địch bách hại chúng ta. Tôi nói sơ qua như vậy. Bây giờ cái điều quan trọng, vậy làm sao để có thể sống đời Kitô hữu, tức là sống Thánh Thần? Thưa anh chị em, chúng ta trở lại bí tích Thánh Tẩy. Bí tích Thánh Tẩy đã chôn vùi các con người cũ, con người tội lỗi, con người xác thịt chúng ta rồi, chôn vùi cùng với cái chết của Chúa Kitô rồi. Chúng ta ra khỏi Thánh Tẩy,
khỏi nước và thần, khi chúng ta thành con người mới. Con người mới tức là con người đầy thần khí. Để con người đầy thần khí đó, để từ nay chỉ sống cho Thiên Chúa và cho anh chị em của mình mà thôi. Thực tế thì sao? Thực tế xem ra không phải như vậy. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta đã tự ý để cho con người cũ nơi chúng ta sống lại. Chúng ta sống theo tính xác thịt tự nhiên. Thích ăn, thích uống, thích ngủ nghỉ, thích hưởng thụ, thích tiền bạc, thích danh giá, thích thú vui, thích người này, người chia chuyện này, chuyện khác. Chơi với người thân chúng ta và khai trừ, loại bỏ những người chúng ta không ưa gì hết. Có lẽ là tính tự nhiên xác thịt. Tính tự nhiên xác thịt đó, người không có đạo cũng sống như thế. Nhưng mà cái đó không phải là ơn gọi của chúng ta. Ơn gọi của người Kitô hữu là sống theo thần khí, nghĩa là không còn sống theo tính xác thịt của mình nữa, không còn sống theo tính tự nhiên nữa, nhưng theo lời Chúa là lời thần khí. Bây giờ thì chúng ta hiểu rằng tại sao đời sống tôi không tiến triển được, vẫn đi lễ, rước lễ hàng ngày, cầu nguyện, đọc kinh mà không tiến triển được bao nhiêu, hay có người không tiến triển tí nào hết cả. Tại sao vậy? Bởi vì cái con người cũ của tôi còn nguyên, cái tính xác thịt tôi còn nguyên. Ai nóng giận thì cứ nóng giận, ai ganh ghét thì cứ ganh ghét, ai hay chửi bới la lối vẫn chửi bới la lối, ai nói hành xấu cứ thế, rồi tiếp tục đi lễ, rước lễ, đọc kinh. Thánh Thần không vào được trong chúng ta vì chúng ta đầy ứ tính xác thịt tự nhiên của mình. Và vì không có Thánh Thần đủ, cho nên trong đời sống chúng ta cũng chẳng sống đời chứng nhân, chúng ta cũng chẳng cầu nguyện dễ dàng được. Cho nên cái mấu chốt, thưa anh chị em, Chúa Giêsu Đấng đã ban Thánh Thần cho Thánh Phaolô, cũng chính Chúa Giêsu đó ban Thánh Thần cho tất cả và từng người trong chúng ta. Thì Thánh Tây Phaolô đã cộng tác với Thánh Thần và sinh hoa trái trong cuộc tử đạo. Còn chúng ta bây giờ, chúng ta không sẵn sàng cộng tác vì chúng ta sống theo tính tự nhiên xác thịt, không bỏ mình, không bỏ ý riêng của mình, cứ làm theo những gì mình thích, mình muốn, không làm theo lời Chúa. Cho nên đời sống chúng ta không tiến triển và không trở thành lời chứng cho Chúa Kitô phục sinh giống như Thánh Tây-phan-ô. Vậy thưa anh chị em, cái dịp lễ Thánh Tây-phan-ô ngày hôm nay đề nghị mỗi người chúng ta nhìn lại chính con người của mình, đời sống của mình. Và chúng ta bắt đầu để bớt đi cái tính xác thịt tự nhiên của mình. Bắt đầu nói năng theo lời Chúa dạy, bắt đầu xử sự theo Chúa Thánh Thần hướng dẫn, bắt đầu sống yêu thương như Chúa Kitô đã dạy. Tất cả những công trình đó, chúng ta phải dẹp đi cái tính tự nhiên của mình để Chúa Thánh Thần hoạt động và hướng dẫn chúng ta. Từng bước một, Chúa Thánh Thần sẽ làm cho chúng ta trở nên giống Chúa Kitô, biết cầu nguyện với Thiên Chúa, trở nên giống Chúa Kitô, sẵn sàng chịu mọi đau khổ thử thách để làm chứng cho Chúa, trở nên giống Chúa Kitô, sẵn sàng yêu thương phục vụ mọi người, nhất là những kẻ địch thù. Thành thử ra Chúa Giêsu Kitô phục sinh, Đấng đã làm nên Thánh Tê-phê-nô và làm bao nhiêu vị thánh khác, cũng đang chờ đợi mong mỏi để làm cho mỗi người chúng ta được đầy tràn Thánh Thần của Người. Nhờ đó chúng ta sống đời Kitô hữu thật tốt lành và trở thành chứng nhân của Chúa.